Xin chào mừng các bạn đã cùng nhau quay trở lại học tiếng Anh qua cấu trúc câu 74 ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày rất là trời và hy vọng rằng chúng ta sẽ học cùng nhau với một tâm thế thoải mái nhất và hiệu quả nhất. Và khi các bạn gặp thắc mắc gì hoặc là có câu hỏi gì, các bạn cứ gì thoải mái đặt câu hỏi bên dưới và mình sẽ trả lời các bạn sớm nhất có thể. Thì cái tiếng Anh qua cấu trúc câu này thì các bạn sẽ mỗi ngày các bạn sẽ học 5 câu, và qua quá trình 5 câu này các bạn từ 5 câu này các bạn sẽ học được các cấu trúc câu, và từ đó các bạn sẽ có tư duy rất là sâu về tiếng Anh. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi sang bài học số 4 ngày hôm nay với 5 câu tiếp theo. Câu đầu tiên ạ. I wish I could speak English fluently and were working for a foreign company. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào đây, đó là từ wish với âm SH. Chúng ta sẽ phát âm rõ ràng ạ. Wish. Nghe lại một lượt nhé. I wish I could speak English fluently and were working for a foreign company. Chúng ta có từ chúng ta hay dùng từ wish ở đây với lại cái tư thế là mình ước mình làm gì đó, thì chúng ta có một cái trạng từ đó là fluently ở đây, đó là nói về một cái cách trôi chảy. Thì là gì ạ? Mình ước mình có thể nói tiếng Anh một cách trôi chảy và đang làm việc cho một công ty nước ngoài. Chúng ta có từ phát âm từ foreign, từ foreign company ở đây chúng ta phải để ý là từ foreign company, âm k ở đây đúng không ạ? Các bạn phải âm mạnh vào âm là company, foreign company. Nghe lại một lượt nhá. I wish I could speak English. Chúng ta có nói âm speaking English. I wish I could speak English fluently. Âm này đọc này. Fluently. Lại nhá. Fluently. And we're working for a foreign company. Thì chúng ta sẽ cùng nhau từ speaking English là nói tiếng Anh một cách như thế nào đó. Thì trong đây chúng ta chọn từ đó là fluently, tức là một cách lưu loát. Chẳng từ là nói về cách hành động của mọi người thế nào. Trạng tức là tình trạng, từ là cái từ chỉ tình trạng, tức là tình trạng các bạn nói tiếng Anh rất là lưu loát, được chưa ạ? Thì các bạn để ý trạng từ thường thường có đuôi ly ở đây, tức là nói về một cái cách hành động như thế nào đó. À đây, thằng này nói tiếng Anh một cách rất là lưu loát. Là mình có cho ví dụ ở dưới đây ạ. You can easily find a good job if you can speak English fluently. Bạn có thể dễ dàng kiếm được một công việc tốt nếu như bạn có thể nói tiếng Anh lưu loát. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cái cấu trúc tiếp theo, đó là wish. I wish I could do something. Thì cái wish này là mình ước cái việc gì đó nó không có thực tế ở hiện tại. Thì các bạn thì phải chia cái động từ phía sau. Đây mình có động chọn động từ đây là could. Mình là quá khứ của can, thì các bạn phải sao chia nó ra nhỉ? I wish I could và lên từ were. Ở đây nó là cái quá khứ của từ gì ạ? Am đúng không nhỉ? Thì nó phải chia là were. Được chưa? Thì tôi đang làm việc trong đi nước ngoài, thì các bạn sao phải chia là were working, và từ could ở đây phải chia quá khứ, tức là cái việc này mình không thể xảy ra được rồi. Đáng bây giờ hiện tại các bạn hình dung như chúng ta đang rất là gì đây? Mình đang nói chuyện với thằng bạn mình là đáng kể là tao ước gì tao nói chuyện tiếng Anh tao, bây giờ tiếng Anh tao tốt nhỉ, tao có thể là làm việc trong công ty nước ngoài. Nhưng mà hiện tại thì là sao ạ? Không phải cái điều đó, là nó đang ước thôi chứ không không phải là nó giỏi thẳng sẵn rồi. Thì các bạn phải chia cái động từ đó, thì là chuyện này không thể xảy ra hiện tại, thì các bạn phải chia. Ví dụ đây mình có một cái ví dụ đây là gì? I wish you could come here now. Em ước anh có thể đến đây giờ này. Thì cái giờ này là gì? Anh ta không ở đây. Và cái người này chính xác chỉ ước thôi, thì các bạn phải chia từ could ở đây để chưa nhỉ? Không thể nói là I wish you can come here now được, mà phải là I wish you could come here now. Và chúng ta có từ tiếp theo, cụm tiếp theo đó chính là work for. Work for ở đây nó chính là gì ạ? Work for ở đây nó là nói về một cái việc là làm cho một công ty nước ngoài. Thì chúng ta có từ work for. Thì mình đây có ví dụ là work for foreign company. Thì là làm cho một công ty nước ngoài. Vậy khi mà tôi nói về tôi làm việc về một lĩnh vực gì đó, thì các bạn sẽ dùng là work on là mình làm về bên lĩnh vực gì đó. Thì ở dưới này mình có cho một ví dụ như này. My sister is working for a foreign company. Chị tôi thì đang làm cho một công ty nước ngoài, được chưa? Ví dụ chị ấy làm về một cái lĩnh vực đó là translator chẳng hạn, hoặc là chị làm về lĩnh vực là gì? Mình lập trình cho nó, thì bạn sẽ dùng work on, được chưa? Chúng ta còn tiếp theo.
So now I have to work hard to get some appearance under my belt. Nghe lại một lượt, từng từ một chậm hơn nha. So now I have to work hard to get some experience under my belt. So now I have to work hard. To work hard. To work hard ở đây nó chính là làm việc chăm chỉ. Được chưa? Chúng ta sẽ nhìn vào đây, đó là you have to work really hard if you want to get promotion. Chúng ta có từ promotion ở đây, nó là sự thăng chức, một danh từ nói về sự thăng chức. Thì thằng này nói thì mày phải làm việc thật là gì, thật sự là chăm chỉ nếu như mày muốn thì muốn thăng chức, được chưa? Và từ now đây tức là nói về thì hiện tại, đúng không? Bây giờ thì mày phải làm sao? À, tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm việc chăm chỉ, được chưa nhỉ? Chúng ta từ get some experience ở đây là có được kinh nghiệm hoặc là tích lũy kinh nghiệm. Thì các bạn phải để ý ở đây đó thì chúng ta phải dùng từ get, không phải dùng từ have như rất là nhiều bạn học sinh của mình dùng từ là gì? I want to get have some experience, nhưng mà không phải là have some experience mà là chúng ta phải là dùng từ get experience, được chưa nhỉ? Thì ví dụ tôi có đây một ví dụ là gì? You need to get some management experience. Bạn cần phải tích lũy thêm kinh nghiệm về quản lý. Và chúng ta có một cái động từ rất là hay ở đây, đó là under one's belt, tức là để lận lưng hoặc là để làm vốn hoặc là để làm tích lũy kinh nghiệm. Thì chúng ta phải dùng từ under. Under là ở dưới, từ belt là cái thắt lưng, tức là về kinh nghiệm để lận lưng nhé, được chưa? Kinh nghiệm để dắt vào túi quần nhé. Thì once ở đây là có ai đó, ví dụ như là gì? My belt, her belt, his belt, được chưa nhỉ? Mình có một ví dụ đây thì you need to get a few more qualifications under your belt. À, bạn cần phải kiếm thêm vài cái bằng cấp nữa để làm vốn hay làm lận lưng. Thì các bạn mai sau các bạn dùng cái câu trúc này rất là hay khi mà mình nói về cái việc tích lũy kinh nghiệm. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau sang câu tiếp theo ạ. I want to earn a lot of money to take care of my family and myself. Nghe lại từng chậm một từ nhé. I want to, từ hai âm T ở đây thì là nó sẽ làm sao ạ? Nối sang nhau các bạn chỉ phải phát âm một âm thôi ạ. Là gì? I want to earn a lot of, âm T sang âm đây. Âm T khi mà đứng giữa hai cái nguyên âm thì nó sẽ biến thành một âm D trong Anh Mỹ, là sẽ là lot of. I want to earn a lot of money. Từ này là money, không phải money. Các bạn hay tất cả nào là money, không phải money nha, mà là âm money. Money. I want to earn a lot of money. Được chưa nhỉ? Các bạn có nghe bài hát này thì I want to earn money, money, money. I want to earn money, money, money. Được chưa nhỉ? Là money to take care of my family and myself. Chúng ta từ earn money ở đây nó là kiếm tiền hoặc là kiếm ăn. Ví dụ mình có từ đây là gì? She will do anything to earn money. Cô ta sẽ làm bất cứ điều gì để kiếm tiền. Earn money. Chúng ta có từ tiếp theo, cụm tiếp theo đó là take care of somebody hoặc là oneself, là ai đó. Thì ví dụ bây giờ take care of, các bạn phải nhớ từ of đây, được chưa nhỉ? Nhớ từ of ở đây, các bạn phải nhớ. Không là mai sau các bạn rất hay nói là gì? Take care of myself, take care of herself, không phải mà gì? Take care of myself hoặc là my family, được chưa nhỉ? Ví dụ mình có một ví dụ đây. Who will take care of the children? Ai sẽ chăm sóc những đứa trẻ đây? Tiếp theo chúng ta từ earn là kiếm được. Trên đây là earn money là kiếm tiền. Vậy earn là kiếm được cái gì đó. Ví dụ mình có một từ như sau. He earns $2,000 a month. Đúng nhỉ? Anh ta kiếm được cái gì? Cả 2.000 đô một tháng đấy, mình biết không? Được chưa nhỉ? Thì đó là những cái cụm từ đó. Thì đây là tôi muốn kiếm thật là nhiều gì? Nhiều tiền để chăm sóc gia đình tôi và bản thân tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau sang câu tiếp theo. Chữ to quá nhỉ. Tiếp theo. I'm gonna apply for a job in a foreign company when my English gets better. Nhắc lại nhé. I'm gonna apply for a, nói âm đây ạ, for a job in a, này nói âm này, in a foreign company when my English gets better. Hai âm T ở đây sẽ biến thành âm D bởi vì nó đứng giữa, các bạn sao phiên âm ra nó sẽ là đứng giữa hai cái gì ạ? Hai cái nguyên âm ở đây nó sẽ bị better hoặc là better, được chưa nhỉ? Chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại nhé. I'm gonna apply for a job in a foreign company when my English gets better. Thì chúng ta có từ ở đây đó là gì ạ? Gonna do something.
Igola là viết tắt của going to, được chưa nhỉ? Going to do something. Ví dụ ở đây, do ở đây mình có giải thích các bài trước đó là gì ạ? Làm cái gì đó. Ví dụ mình có nói đây, I think I'm gonna need some help. À, tôi nghĩ là mình sẽ cần giúp đỡ. Ở trước chúng ta có từ học từ gì ạ? Từ wanna. Wanna là viết tắt của từ want to. Và gonna là viết tắt của từ going to, được chưa nhỉ? Going to là mình sẽ làm cái gì đó trong một tương lai rất là gần. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau từ apply for a job in a foreign company. Chúng ta dùng cái từ apply là rất là nhiều người hay dùng từ này, tức là nộp đơn đấy ạ, được chưa nhỉ? À, mình sẽ nộp đơn vào một foreign company, mình sẽ nộp đơn vào một công ty gì đây, công ty nước ngoài. Apply for a job in a foreign company. Thì mình có một cái ví dụ ở đây đó là gì ạ? My brother wants to apply for a job in a foreign company. À, anh trai tôi muốn nộp đơn xin việc ở một công ty nước ngoài. Apply for a job. Chúng ta từ foreign company ở đây là một công ty nước ngoài. Và khi các bạn thêm đuôi er sau này là foreigner, là tức là người nước ngoài, được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ có từ từ get better là tiến bộ. Thì nó giống như từ vừa nãy mình có dạy các bạn là gì ạ? Get appearance. Đương nhiên thì đây là get better. Thì các bạn phải dùng từ better. Khi mình nói mình tiến bộ, anh đang tiến bộ lên, tôi đang tiến bộ lên, là mình nói từ get better, được chưa? Mình có ví dụ ở đây là gì ạ? My dancing skills are getting better. Cái kỹ năng nhảy của tôi đang tiến bộ lên từng ngày. Các bạn nhớ nhá, chúng ta phải dùng từ get better nha, không phải là she better gì đó đâu ạ. Đó là so sánh hơn rồi, đây là tiến bộ, là get better, được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau sang một cái cấu trúc cuối cùng, đó là apply for something. Là các bạn muốn ứng tuyển hoặc nộp đơn vào một vị trí nào đó. Ví dụ mình có một ví dụ đây là I want to apply for a higher position in my company. Tôi muốn ứng tuyển một vị trí. Chúng ta có thể position ở đây, nó là một vị trí. Higher là cao hơn, một vị trí cao hơn ở trong thì đây, in my company. Apply for a higher position. Mình muốn nộp vào một cái vị trí cao hơn. Các bạn nghe lại một được. I'm gonna apply for a job in a foreign company when my English gets better. Thì guess ở đây nó thêm S, bởi vì đây là my English là số ít, thì guess này nó chia theo S ở đây ạ. Chúng ta sẽ sang câu tiếp theo. Then I will save money to start my own business. Nghe lại chậm hơn nhá. Then I will save money to start my own business. Được chưa nhỉ? Business. Chúng ta sẽ có một cái cụm đầu tiên, đó là save money, là tiết kiệm tiền. Chúng ta sẽ cùng nhau nhớ đây là gì. You can save $25 if you buy your tickets before Saturday. Mày có thể tiết kiệm được $25 đô nếu như mày mua vé trước thứ bảy. Thời gian tăng từ là gì ạ? Save money ở đây, đúng nhỉ? Save tiền ở đây, tiết kiệm được $25 chưa nhỉ? Chúng ta tiếp tục là start one's own business, là bắt đầu công việc kinh doanh riêng của ai đó. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào đây là he started his own, đúng nhỉ? Her own, my own business last year. Anh ta đã bắt đầu công việc kinh doanh riêng vào năm ngoái đấy, được chưa nhỉ? Chúng ta là start one's own business. Chúng ta từ then là sau đó, thì vậy trên này nó nghĩ theo nghĩa gì? Rồi sau đó tôi sẽ làm sao đây? Tiết kiệm tiền để bắt đầu công việc kinh doanh của tôi. Then sau đó, I can see you next weekend. Can you wait until then? Tôi có thể gặp bạn vào cuối tuần tới. Bạn có thể đợi đến đó không? Được chưa nhỉ? Chúng ta đã kết thúc rồi ạ. Và sau khi các bạn học đến ngày thứ 17, học đến ngày thứ 7, tôi sẽ cùng nhau review lại cho các bạn một số cái cụm từ chúng ta học suốt từ ngày mùng 1, từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 7. Và các bạn sẽ cùng nhau làm bài tập. Khi mà các bạn pass qua bài tập thì chúng ta sẽ tiếp tục bước sang ngày thứ 8, được không ạ? Đó chính là cái lộ trình học của chúng ta. Và xin tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào trong các buổi học tiếp theo. Goodbye and see you.